Em cả Gomora này, có quà cho anh cơ này. Em để cái chậu cây trước cửa nhà kìa. Em mà sao tao bay vô được nhà anh? Thì thì bọn em đi cái đường đường nào á? Qua bà leo đào. Trời ơi. Trời ơi. Thì thể hiện hành đấy hết. Đi leo đào. Bắn bây giờ. Đi đâu? Bắn. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Mẹ Béo Gaming. Ngày hôm nay thì mình rủ được thêm một em gái xinh đẹp. Hello em Gomora. Wow. Các bạn đã biết Gomora chưa? Bạn nào mà đã biết Gomora rồi thì hãy để lại bình luận phía 1. Bạn nào chưa biết Gomora thì qua kênh của Gomora ủng hộ Gomora đi nhá. Ok các bạn ơi. Ngày hôm nay anh rủ em qua đây là biết sao không? Làm gì không? Biết nhìn cái nhà này, biết nhà ai không? Đúng rồi, ngày hôm nay là anh rủ em qua đây á, là để chế tạo bẫy trôn trôn ông Siro. Tại vì nếu mà anh trôn ông Siro á, là ông Siro đánh anh á, nhưng mà anh rủ theo em nữa, thì ông Siro thấy em dễ thương, ông sẽ không đánh em nữa, hiểu không? Ai nói chung là vào nhà thôi em ơi, đây rồi. Thì đây, anh đang tính là nha, trôn ông Siro mở cửa ra một phát, ông sẽ bị thụt chân xuống dưới hố luôn. Đó, nghe hấp dẫn không? Đầu tiên là anh sẽ sử dụng cái piston ở này. Đó, em biết piston này không? Cái piston này nha, ví dụ như nó sẽ đẩy một cái block nào đó. Ví dụ anh sẽ để quả TNT này. Đó, thấy không? Đó, anh để một cái công tắc ở đây này. Anh dẫn vào này. Đó, thấy không? Rồi, thì bây giờ nha, mình sẽ làm một cái ở dưới này trước. Mình sẽ đào một cái hố ở đây này. Đó, cái này nó hơi phức tạp một chút. Đây, cơ bản là anh dẫn em theo để em ngồi học luôn, xong này em đi chôn người khác nữa, hiểu không? Đây, thì đầu tiên chúng ta sẽ để cái bê tông ở đây này. Đó, sau đó chúng ta sẽ để như nào ta? Ờ, em quên mất rồi. Ê, đùa đấy. Thật ra là như này đấy nha. Đầu tiên là chúng ta sẽ để đây, sau đó mình sẽ làm một cái que ở đây thì phải. Để anh coi đã. Cái này thật ra là anh cũng phải đi du học á, chứ anh cũng không có biết nhiều đâu. Đây nè, đầu tiên là chúng ta sẽ đào một cái hố ở dưới này nữa nè. Đó. Còn mình sẽ cắm một cái đuốc. À, rồi phải cái đất đã. Anh sẽ lấy đất để anh phủ lên. Để phải ngụy trang nữa, chôn nhưng mà vẫn phải ngụy trang nha. Đó, cắm cái đây nè. Đó, sau đó. Đây nè, đây tí anh sẽ để che đá lên, đất lên. Đó, rồi nha, bây giờ mình sẽ, nếu anh nhớ không nhầm thì như nào ta? À, rồi, anh nhớ rồi. Đây. Đây, anh sẽ để một cái dây điện ở đây. Cái này ở trong game này nó gọi là cái gì ta? Anh quên mất tên rồi. Ok, nè, trời ơi, ngồi ngắt hoa cái gì đó nãy giờ nghe anh giảng không đấy? Nè. Này thì đây nha, bây giờ nha chúng ta này để lại nè, đặt cái đất đây nè. Đó. Trước tiên là mình phải đặt cái này gọi là cái đuốc redstone à. Đặt vào đây. Đó. Ơi, chết sửa anh cái, sửa nhau anh cái. Chết. Đó. Rồi nha, bây giờ nha, em nhìn này, ảo thuật nè, nó đặt cái này vào đây nè, đặt đất vào đây nè, nó theo. Đó, ok chưa, hay chứ, đương nhiên là hay rồi. Thì bây giờ nha, nè, tiết mục vẫn còn, mình tính đặt cái dây điện này, nó cái redstone ở đây nè. Đó, xong rồi đây, anh sẽ để cái công tắc ở đây. Đó, thấy không, tương tự bên này cũng vậy, đó, bên này mình cũng sẽ làm như vậy. Chính xác luôn, thông minh quá em mùi. Đây nha, thì bây giờ bên này cũng tương tự thôi, bây giờ đơn giản lắm, anh làm một tí là xong. Đó. Này đặt cái, anh thích đổi ô khác đi à? Đôi ô cỏ đi. Bởi vì nhìn cái này trông nó đất này nó hơi bị phò kè mà. Đúng rồi, nó chuẩn đấy. Rồi, hợp lý. Từ bình đấy. Ok, đập luôn cái thuốc của anh rồi. Trời ơi, alo. À thì đợi tí nha, đó, sửa anh cái trên này cái nào, đó, sửa anh cái. Rồi nha, bây giờ sẽ chỉnh cái này lại. Ok. Sửa lại cái này đã. Là cái đuốc ở đây. Rồi, là cái này lên trên. Ê, nè. Đó, hợp lý chưa? Rồi, bây giờ nha, dây điện nè, đặt lên nè. Đúng rồi, bây giờ sẽ đặt cái đường ở đây. Đó, thấy không? Ừ ha, anh cũng thấy hơi lạ. À, từ, bây giờ em để cho anh cái khối trắng đi. Cái khối trắng ở đây này. Đó. Đó, trên này đúng rồi. Bây giờ để thử cái công tắc ra. Đó, theo. Từ 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 nè.
bây giờ sẽ đào cái hố đó, đúng chưa, đúng chưa, đó hợp lý chưa. Nè bây giờ em để cho anh cái khối trắng đi. Đúng rồi, bây giờ thì mình sẽ, anh nghĩ rằng mình sẽ sửa đi, mình sửa cái này thành khối màu trắng hết đó, sửa thành khối màu trắng hết đi. Đúng rồi, chuẩn lắm, em chỉ hết một khối trắng cho anh đó, đúng là như vậy. Bây giờ nha, đoạn này này anh tính như này này, mình làm một cái cầu thang để ông Rô không để ý đúng không, tại vì nhà ông Rô cầu thang mà, em tìm cho anh cái cầu thang trắng trắng á. Đúng rồi, hợp lý. À không không, cái bậc thềm, cái cầu thang á. À nhưng mà ở đây phải làm cầu thang, chỗ làm cầu thang đúng không, chỗ làm cầu thang này, cái cầu thang ở giữa này. Đúng rồi, chính xác luôn, hợp lý em ơi. Đây rồi, mình sẽ như này nè. Ê. Ồ, hợp lý, sao bên này không lỗ, bắn lỗ. Ê. À, sửa, hình như bị mất cái chỉnh lại cái này đã. Đây. À, anh hiểu rồi, anh lỡ bịt cái này nè. Đây, lại. Đây, thế như này, đó, như này. Đây, đặt lại chỗ này. Rồi, ok, đặt lên mới. Lên. Chuẩn luôn, nó là hợp lý. Ui. Ôi. Đây nè, không, anh để cửa nhá. À, ừ. Đúng, hợp lý em ơi, chúng kênh nghe hợp lý đó. Hợp lý. Nè, em đi thử đi vào, em thử đi vào đi. Không có dương hố không? Hợp lý em ơi, thôi lên đi. Ừ, hay nha. Ừ, bay cửa lên mà. Nó hấp dẫn chưa? Ê. Cứu anh với. Mở cửa. Hợp lý chưa? Rồi nha. Lát nữa để anh rủ ông Siro vào, hay lắm. Nè, có camera đây nè, đó, ok luôn, anh hack vào camera ông ý, anh quay luôn. Ok bạn ơi, bây giờ là mình với cả Gomora sẽ đợi ông Rô về các bạn ạ. Quả này ông Rô á, màn chào mừng ông Rô hấp dẫn liền. Ê, gấu ơi, xong rồi. Ôi lâu quá, đợi đến giờ có tiếng rưỡi, 2 tiếng rồi anh, da bên thui rồi nè. Thì bây giờ đợi ông Rô về thôi, chắc ông ấy đi đâu chơi đâu à. Quay quanh. Đây rồi. Trời ơi. Đây rồi, anh Rô rồi. Ai đứa bay? Ấy thì em xin giới thiệu em là mèo không béo. Mèo không béo này. Thầy em đang tính qua đây giao lưu tí mà. Ủa em thấy làng anh đẹp quá, qua đây hóng hớt tí, tham quan tí. Em với cả Gomora này có quà cho anh cơ này. Em để cái chậu cây trước cửa nhà kia. Đó, đẹp không? Em mà sao tao bay vô được nhà anh? Thì thì bọn em đi cái đường nào á? Trời ơi, thì em không biết cách mở cửa nhà anh ấy, phải lao lầu qua chứ. Thằng ý. Ơi thể hiện hành đấy anh, đi leo đầu, bắn bây giờ. Đi đâu? Thì cho em khỏi cái nhà anh cửa mở như nào đấy, em không biết mở cổng. Nhà này là phải có file ID của anh đó. Xin. Đó, anh Rô thấy không? Ồ, quả chậu cây đẹp chưa? Trời ơi, cái chậu cây này tính ra là anh mua 2.000 ngoài chợ mà béo. Kìa, sao anh nói thế? Một em tôi đây. Cây người ta mới là xum xê cành hoa lá hẹ màu vàng, màu trắng, màu xanh, màu đen vô. Gì đâu mà cây nhìn thẹn. À, bởi vì cái cây này là cây đột biến anh hiểu không? Đó là cây này cây gì à? Cây cọ đột biến. Đó. Cây cọ đột biến anh hiểu không? Dữ lắm nó mới lên đây, chứ không phải là bọn em mua đâu, trồng bằng công sức đây. Ồ. Ê, Tao Hồng ơi. Tên gì? Gấu cái gì mà gấu cái tên gì không vậy? Ở trong nhà tôi có kim cương kìa, thấy không? Đó, kim cương đó. Đó, đúng, có đó. Kim cương à? Bây giờ là hai người, là ai vô lấy kim cương trước, kim cương đó của người đó. Không, em không cần kim cương đâu. Trời ơi, cái máy bị hỏng rồi, bị béo rồi. Ôi, không bấy ôm rồi rồi. Nhưng mà, mấy em xịn mà. Ủa, sao không em không qua rồi nhỉ? Ủa, sao không tới? Béo ngày hôm nay ghen nè, hôm nay gọi là đặt bẫy ra luôn. Trời ơi. Đi ngồi đi nhà để vậy ông ba. Trời ơi, không dụ được anh Rô rồi. Nhưng mà bé làm chuyện mà thì không? Ý tưởng của đứa nào, khai vào. Thì em mới học trên mạng á. Em thấy cái bẫy này xịn mà, sao anh nó không bị rơi bẫy nhở? Ủa? Học ăn, học nói, học gói, học mở, học đâu cái tối rồi là. Em bị rơi đi. Chào béo. Ủa, anh không rơi nhở? Cái cục đấy.
Trời ơi, bé mình làm xịn thế mà ông Rô tỉnh béo quá. Làm bậy vậy là béo bậy rồi, mốt quá hả? Béo theo anh đi, anh dạy cho béo một khóa làm bậy phải không? Ê, à, ok luôn anh ơi, lần này cũng được thôi, lần sau em báo thù. Rồi ok luôn, còn bây giờ hai đứa bay ra khỏi nhà anh nha. Trời video cái chắc là xin phép được. Tụi tôi bạn ạ, hôm nay tôi không bắt được ông Rôn, mà lần sau là mẹ họp béo, họp cái bẫy khác đảm bảo xin sâu hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.